Nhưng mà khi mà mình xuất gia rồi là mình không care nữa. Đúng là nhớ hồi xưa xưa được cái nữa rồi á thì sẽ vượt lên được rất là nhiều cái khác. Hồi xưa nhớ đi hát karaoke không bao giờ sư cô hát. Không bao giờ. Văn nghe đó. Không bao giờ đi coi. Như dễ thương cho nên là mời vô hát không chịu hát. Bởi vì gần dây năm đang là bọc lạc sẽ hát anh tưởng. Nhưng mà vẫn hát. Nhưng mà nghĩ còn lên trình diện múa xong ba hát. Hát thôi, múa thôi chứ nó đi hát karaoke không bao giờ hát. Giao được cái chị bây giờ nghe. Sư cô đó cả mãi vẫn quay á. Là do làm đang bỏ phải hay là cân nhau. Cân ấy. Thôi đưa mình cái bài hát đi á, là khi mà mình cổ tóc cho bằng chiều cái đèn của thì nghe này nghe mình sẽ lại sư cô hát và cho mình cái ngày đó mình đi xuất gia thì vẫn có ai bên cạnh thì đi trụ nha đi mà bao nhiêu thì cũng hỏi cho nên thường á đối với những người xuất gia cái ngày mà mình xuống tóc á nó giống là một ngày quan trọng trong cuộc đời của mình, ngày đó mình có ai bên cạnh, nhưng mà thật ra thì mình không còn nghĩ là mình sẽ không có ai, mình không còn nghĩ là mình đi một mình không có nghĩ mình có ý nghĩa cô đơn khi mà mình đứng cái giây phút đó như trên lý thuyết thì mình không có ai, nhưng mà khi mà mình phát một cái nguyện đó thì cũng như mình thấy là mình rất gần với gia đình, với bạn bè, mình không có một cái khoảng cách nào đó. Và từ đó thì mình giống như là mình là một cái con cá vượt ngang trở lại cội nguồn, mình tìm lại những cái gì mà mình đã từng có. Nên mình đã là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời xuất gia của mình. Hôm nay mình muốn hát. Xin lỗi là bài hát niềm hơi trầm. Nó không có cái không khí vui tươi như mình yêu trong khi chờ đợi. Bài hát tên là Mở thêm rừng lẫn con đường, một sư cô phổ nhạc của sư ông. Mai tóc đôi màu lấy cánh thành khói trầm thơm, nét đẹp về linh cứu đi rượu hay vô thường. Sáng nay cao sân mái tóc